Hello, xin chào các anh em. Hôm nay mình đi chụp một bộ ảnh ban đêm. Thì sẵn cơ hội này thì mình chia sẻ cho anh em biết một cái mẹo nhỏ chụp ảnh ban đêm, dùng cái loại đèn gì để cho anh em chụp nó sẽ đẹp hơn. Khi mà mình dùng đèn flash mình đánh vô là thường nó bị bóng. Thì hôm nay thì mình hiện tại là mình đang ngồi ở quán cà phê đối diện cái nhà văn hóa thanh niên như anh em đã coi đó. Đó, anh em đã thấy là nhà văn hóa thanh niên thì quán cà phê này thì đối diện luôn, mình uống cà phê ở đây, mình có thể make up mà mình uống cà phê xong thoải mái mình đi ra mình kiếm view mình chụp. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một cái loại đèn mà mình chụp ban đêm. Thì không những mình chụp ban đêm với cái cảnh là xuân thế này mà anh em có thể chụp ban đêm những cái loại khác cũng được nữa. Anh em coi mình lấy cái đèn gì ra nha. Đây chính là cái đèn nhỏ. Thôi cái đèn này nhỏ này. Và kèm theo cái đèn này thì kèm theo phải pin mới xài được anh em. Rồi. Rồi anh em coi mình cái thứ nhất là anh em phải cần cái đèn này ha. Thứ hai đèn là kèm theo pin rồi. Thứ ba là anh em cần cái gì. Anh em phải có một cái máy nào cũng được. Và lại anh em cần một ống kính thì chụp ban đêm như thế này, anh em có ống kính là thường là nên chọn những ống kính fit khẩu từ 1.8 là được rồi. Thì ở đây mình có hiện tại là mình có mấy cái ống kính nữa, nhưng hôm nay mình sẽ dùng cái ống kính lens 35 này mình chụp. Hiện tại thì mình đang đem đi ba cái fit và một cái này, và mình sẽ dùng cái này trước cho anh em coi cái này ha. Mình sẽ dùng cái này trước. Bây giờ mình sẽ tháo mình thay anh em coi ha. Thì anh em đã thấy mình đã thay con 35 này vô rồi. Thì hôm nay anh em coi sẵn ở đây mình chia sẻ anh em luôn mình đã đem đi những cái ống kính nào và tại sao mình chọn con 35. Thì ở đây mình có con 16-35 và một con 50-1.8, một con là 85-1.8 và một con 35-1.4. Thì hôm nay mình sẽ chọn cái con này. Thì mình xin giải thích anh em một chút luôn. Nếu như mà những anh em nào mà không có những cái không có lens 35 này mà có hai con này thì anh em có thể là chọn con nào cũng được, tại vì hai con này đều khổ 1.8 hết á. Còn lại mình hôm nay mình có một con này, lý do mà mình chọn nó tại vì con này nó tới 1.4 lận. Thì mục đích của mình là chụp ở bầy ban đêm thì mình cũng là xóa phông rồi mình mở khẩu mình chụp để cho ánh sáng được vô nhiều và ban đêm nó sẽ thiếu sáng. Thì mình như nói với anh em là mình giới thiệu anh em là mình dùng cái đèn này. Cái đèn này là các anh em coi cái hiệu của nó luôn nè. Rồi anh em đã thấy rõ cái hiệu nó đó rồi. Cái đèn này với cái giá thành nó mua cũng rất là rẻ, không có mắc lắm, rất là dễ xài. Và kèm theo pin luôn cũng là rẻ luôn, không mắc. Thì cái đèn này mình mua để mình chụp ban đêm với mọi tình huống nào. Khi các anh em mà chụp dịch vụ này, chụp ảnh tin như chụp ảnh Tết. Bây giờ hiện tại mình cũng định làm một bộ đây cho nên mình chia sẻ anh em luôn. Thì sau khi mình chia sẻ cái này xong thì mình sẽ ra ngoài kia mình kiếm view. Thì lát nữa anh em sẽ theo dõi cái tiếp tục và mình ra đó mình sẽ kiếm view và mình giải thích thêm cho anh em là ở trong hoàn cảnh này mình xài cái này nó có lợi như thế nào. Anh em biết được để mà mua cái đèn này xài. Mua đèn của Juno này xài nè. Hoặc là mình biết bây giờ cái đèn này có bán rất là nhiều loại, nhưng mà mình nghĩ là mình chụp đêm và chụp ảnh chân dung mà kiểu như kiếm dịch vụ mà như anh em đang làm ở đây thì mình nghĩ cái đèn này là đủ rồi. Còn anh em muốn ảnh mà cao cấp hơn thì xài đèn to hơn, làm quảng cáo gì để to hơn. Còn với dịch vụ hiện tại anh em làm đây làm thấy mình thấy là đèn này là đủ rồi. Và anh em có một cái lens 35 này thì tốt. Còn không có thì anh em có thể dùng cái lens 50 này cũng được. Hoặc là lens 85. Thì do lý do của mình là vì mình có ba cái cho nên mình chọn cái này. Cái nào khẩu càng lớn thì càng tốt. Chứ không có gì cả, tại vì mình đã có cái đèn này rồi. Rồi đến đây bây giờ anh em sẽ theo dõi tiếp cái video của mình sẽ ra ngoài kia mình kiếm view mình chụp nha. Em coi đây là mẫu của mình nha, mình mới nhắc anh em là phải cần một cái mẫu như thế này nữa để mình mới bấm được nha. Đó.
anh em theo dõi mình đi một vòng để mình kiếm view nha. Nha, kiếm view. Anh em coi sẵn rồi, anh em tham quan một chút về cảnh ban đêm và như thế nào về cái con đường gọi là phố Ông Đồ ở đây. Đó. Anh em coi như thế nào ha. Cốc qua canh ơi. Cốc qua xưa. À, ở đây rất nhiều người anh em ạ, anh thấy rõ ràng không? Bây giờ nếu mà anh em có ống kính càng thứ nhất là mở khẩu lớn nè, thứ hai là ví dụ như tấm lâm mà đầu eo càng tốt nè, bây giờ mình không có đèn nè, cái những cái này nè anh em chụp ra picture mà nó đổ cũng đẹp luôn này ha. Đó, anh em chụp dùng mà cái ống kính mà ngon thì cũng đã được, nhưng mà vì cái dịch vụ của mình, cái giá cả của mình, giá thành của mình làm thì với những cái lens mà 50 cũng được nữa, không sao cả. Cái chủ yếu là anh em kiếm được cái góc view sạch sẽ, anh em chỉ cần cấp gọn hình vô là được rồi. Và lưu ý những cảnh đêm mà đông người thế này thì cũng rất cho anh em khó chụp. Khi mà mình không biết xử lý Photoshop thì mình nên hạn chế chụp những cái cảnh làm sao đó cho né bớt người anh em nha. Đây là anh em thấy không, đó đây thì rõ ràng mình chưa chụp mà mình thấy cảnh rất là nhộn nhịp anh em ạ. Toàn là hot girl, hot boy ở đây không à. Đó. Thật sự chưa thấy thấy cầm máy mình đang đi kiếm view mà thấy nhộn nhịp quá là không muốn chụp luôn, đi chơi xíu không. Anh em thấy không? Nãy giờ là mình đi cũng gần nửa đường rồi mà hầu như ông đồ nào cũng có khách hàng ngồi coi bói hết vậy á. Rất tiếc là mình không có cô nào ở đây. Ê, cái này chắc kiếm cô nào vô coi bói được á. Cho một quẻ được á. Nhìn mấy đồ. Mấy lùn có dây qua đây đi. Mày giữ câu nhớ đủ mình mới tới giờ. Anh em ơi, người mẫu của mình đi lạc ở đâu rồi? Nãy giờ không biết sao gặp, hay là gặp anh chàng nào đẹp trai theo rồi sao chả biết nữa. Anh em thấy những em bé vẫn đi dạo xuân ban đêm rất là dễ thương anh em ơi. Đó, thấy chưa, về đêm thì rất là mát và nó sạch sẽ hơn ban ngày thì bụi bặm và nhiều người hơn, ban đêm thì không khí cũng mát mẻ nữa. Đó, trước mắt là cho cái bậc buổi đêm này, nếu mà có đèn này anh em chụp mình nghĩ chắc là đẹp, tại vì không khí nó mát mẻ mà người mẫu diễn cũng không bị nóng nữa, tại vì ban ngày đứng nồi nóng chảy mồ hôi. Người mẫu đang đi lạc, đang đi kiếm mình mà mình đang gọi đây mà anh em thấy không, không may là chưa có ai hốt hết trơn á. Anh em mới dạo một vòng mà kiếm view mà nãy giờ chưa thấy cái view nào để mà sống người hết trơn à. Thì chắc chắn như vậy rồi, anh em phải chấp nhận chụp chân dung. Thì với mình nghĩ những cái trường hợp như này anh em mà chưa có kinh nghiệm thì mình nghĩ là chụp ống kính tấm lâm sẽ tốt hơn, nó sẽ gọn hơn. Không, cái này vì ở đây với trường hợp như ở này thì mình sẽ không chọn view, vì cái lý do này đơn giản là mình muốn ảnh ban đêm nhưng mà phải sáng long lanh. Còn mình muốn chụp cũng được không sao cả. Nhưng mà với cái view này thì khi mình chụp cái lens 35 nó sẽ rộng ra, nó sẽ dính mọi người vô nhiều hơn. Và ở đây rất là ồn, anh em coi đi. Cảnh đêm mà mấy chị tung tăng nhiều ha. Thôi anh em cứ dạo một vòng đi, anh em ơi, bây giờ sẵn dịp cơ hội này mình đi dạo một vòng mình coi view luôn nha. Mình coi view luôn cho nó kỹ xíu. Wow. Chào mọi người nhà coi. Bây giờ tranh thủ nghe nhạc xíu cho đón có phở mới trước khi chụp lên đây. Mình nghĩ ra đây vào chụp ban đêm thì rất là thoải mái, rất là nhược anh em ạ. Thế mình nghĩ là vậy. Và có thể là anh em là cá tính mà có đầy đủ điều kiện mà chụp thì mình nghĩ rất là tốt. Thì có thể là ảnh lạ đục chứ ai có. Cô khoan đi. Hả? Mình không có mình ra ngoài lắm đâu. Được rồi, anh em ơi, mình đi ra ngoài mình kiếm chụp tranh thủ. Oh,
Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại ra ngoài và mình đi một vòng nữa để kiểm soát hết những cái view mà mình cho là đẹp, mình thích thì mình chụp. Anh em ha. Anh em coi đây đó. Đây là những nhân hàng này, theo mình là mình không chụp này vì bắt đầu sợ rất là tối và mình muốn sáng, còn nếu mà anh em muốn tối thì chụp thôi, với mình là mình muốn sáng thì lát nữa mình ra ngoài đây thấy mấy anh em thấy không, thấy người đẹp bây giờ thấy người đẹp chưa đó, ra đây chưa chụp gặp người đẹp rồi tôi cầm lên một cái cho em nó vui đi anh ơi. Ra đây mà được người đẹp tặng miễn phí nữa. Hôm nay thì bên em có lời hài không? Ê, không lẽ là mình đẹp trai quá hay sao ta? Có cái vụ này lạ nha. Cái vụ này lạ nha. Tại sao chọn là tặng mình đi hai anh em, một người quay phim, một người nói mà mình tặng người nói, còn người quay phim không được hưởng à? Ở trong này thì không có gì đâu, mình một tặng không à, đi ra ngoài đi, ra ngoài chụp luôn. Rồi bây giờ mình trở ra ngoài để anh em là thấy một lần nữa thôi để chụp luôn cho nhanh anh em ha. Vì đi vòng vòng hồi nãy giờ rồi thì cảnh ban đêm mình phải kiếm một cái view, thứ nhất là bắt đầu ở phía sau nó phải sáng lung linh lên, còn phía trước tối thì mình đã có cái đèn rồi mà mình sẽ cho nó đâu đó, cho nên là mình sẽ không kiếm những cái bắt đầu ở sau nó tối được. Đấy. Wow, cặp dễ thương quá không, nhìn mất thèm luôn. Kiểu này chắc là em bỏ nghề photo em đi làm nghề mẫu á. Anh em ơi, mà đây sẵn đây mình thấy anh em gia đình nó tối lại cũng chụp được đây. Mình nghĩ cái view này anh em coi, cái view này đó thấy chưa? Bây giờ hiện tại mình đặt góc máy này cho anh em coi này, view này này mình thấy là có trống người một chút, hiện tại là chỉ có một gia đình đang đứng chụp thôi đó, không có nhiều lắm. Thì lát nữa mình sẽ chụp ở đây nè, mình chụp con 35 thì anh em coi ha, coi bộ hình này ha. Bây giờ mình tạm ngưng video đi ha, mình set đèn xong xuôi rồi mình sẽ quay lại cho anh em coi nha. Rồi anh em ơi, anh em thấy này, mình đã chọn cái view này rồi thì anh em coi, mình đang chọn cái view này thấy chưa, mình đang xài cái 35 thì nó rộng một chút cho nên mình để vào đây, mình sẽ chụp nửa người để mình loại ra những người xung quanh này đi, vẫn lên được ánh sáng đẹp. Bây giờ anh em coi thử là để cái view mình đang quay đây này, anh em coi cái view đang quay thì mình chụp ra cái view chúng theo cái cảnh mà đang quay đó anh em coi ha. Bây giờ anh em coi mình chụp này, anh coi chụp ha. Rồi đèn anh nhẹ thôi, đừng đèn pha mạnh quá thì nhẹ thôi anh em ơi, cái đèn này để nhẹ thôi, được rồi, vặn xuống xíu để mình vặn cho ha. Rồi từ nha. Ok, giờ cho các bạn xem ảnh nhá. Giờ ok, cho anh em xem ảnh đi, Ok anh em xem ảnh đi ha. Anh em xem ảnh luôn ha, Đây. Từ để em lên nhất lại. Rồi ok, anh em thấy không, cái đèn có cái đèn này rất là lợi hại, anh em thấy không? Cái ảnh của mình phía sau này nãy sáng luôn và phía trước cũng sáng mà không bị bóng. Cái hình rất là đẹp, mịn màng luôn. Nếu như anh em xài cái đèn kia nó sẽ bị bóng vô cầm hay vô mặt,
Còn anh em xài cái đèn này á, thì nó đỡ một cái là cái hình này nó mịn luôn này. Thì anh em có thể tải dưới cái link của mình. Mình sẽ dưới cái video mình up cho anh em coi cho rõ ràng hơn. Anh em tải về luôn nha, về xem không? Có thể là qua video anh em coi không được rõ không? Đó. Bây giờ tiếp tục mình sẽ đi một vòng. Mình ngắm cái đẹp một tí anh em. Cảm ơn đẹp siêu quý. Tiếp tục nha. Anh em coi dân hàng hiện tại đây, ở đây này, dân hàng ở đây này, đó đây. Tại vì hiện tại bây giờ có rất nhiều dân hàng nhưng mà nó đông lắm. Thì mình thấy ở dân hàng nào cũng na ná giống nhau thôi. Và dân hàng này hiện tại đang hơi vắng khách một chút. Cho nên là mình sẽ tận dụng cơ hội ở đây, mình tận dụng cơ hội ở đây mình chụp cho nó thoải mái một chút. Thì bắt đầu mình chọn bên đây, mình sẽ tới nói cái người dân hàng này ha, mình hỏi luôn mình chụp ha. Từ từ anh em đợi mình xuống nha, rồi mình hỏi coi cái đồ này là mua làm sao. À, viết chữ này lì xì, viết cái chữ lì xì. Viết chữ lì xì anh em qua. Đây anh em ơi, sẵn mình viết một xin ông đồ viết cho mình một chữ luôn. Anh em có ông đồ đẹp trai không nha? Ông đồ đẹp trai không? Quá đẹp trai luôn. Hello ông đồ, cho em hỏi ông đồ một chút là nếu mà em viết một chữ này thì bao nhiêu tiền anh? Dạ, một chữ. Sẵn đây mình viết một chữ luôn, mình làm lưu niệm. Nhưng mà anh muốn viết chất liệu nào, cạnh ngó đi. Rồi cái hồi nãy anh vừa viết đó là sao? Cái đó là 20.000. Rồi. Kevin viết muốn viết chữ gì không? Kevin muốn viết cái chữ gì không? Hả? Kevin muốn viết chữ gì? Thôi à. Hiện tại giờ anh em thấy đây, hiện tại giờ mình đang chờ thì khách hơi đông. Anh viết cho em là Thái Lai Photo Rapper. Mình sẽ viết một chữ là tên của mình anh em nha, giờ vì hiện tại giờ mình nghĩ không ra chữ gì hết ngoài cái tên của mình. Và anh em coi đây, bên cạnh của mình cũng có người đẹp anh em ơi. Hi. Hi, chào em. Xin lỗi anh em, tại vì mình tưởng đâu là ở ngoài này hơi nguy hiểm, anh em cẩn thận nha. Thái Lai Photo Rapper. Thái Lai, chữ Lai là tiếng Anh nha. Thái Lai viết hoa, còn chữ Lai là tiếng Anh. Lai là ánh sáng á. Thái không có dấu, tiếng Anh mà anh. Cái viên viết không? Viết cho viên một chữ luôn ha. Ok. Anh em ơi, sẵn thì người mẫu nhí của mình cũng muốn tham gia một chữ. Sẵn đây anh em thấy ngạc nhờ người mẫu nhí của mình là chính là con trai của mình không anh em ơi? Anh em có thể bất ngờ khi mà nhìn thấy điều này. Kevin muốn viết chữ gì? Ba nói đi. Kevin like. Ha. Ok. Thôi sao tên bay có ba chữ là tên gì ta? Photographer anh, photographer nha. Hay là ba cũng kêu chú ghi giống ba không đi? Con tên của con khác tên ba mà. Con phải ghi tên của con chứ. Thì chú ghi tên của con đi. Thôi tên con hả? Một cái nữa là anh ghi là Kevin Lai. Kevin Lai. Kevin Lai. Vẫn là lát nữa anh có thể cho em K-A-N-N. Lát nữa cho em mượn cái áo cho bụng tấm anh. Trong thời gian chờ thì bắt đầu chụp ảnh nha. Trong thời gian chờ cho em mượn tấm anh chụp luôn được không anh? Anh em bây giờ trong thời gian chờ sẵn thì mình bắt ông đồ cho xin phép mình mượn một bộ đồ này chụp một tấm hình lưu niệm luôn anh em nha. Bây giờ mình làm mẫu cho người khác chụp cho mình. Rồi anh em chờ coi mình thay đồ nha. Mình mang ông đồ vô.
ok. Rồi anh đi đây đi như thế nào? Dạ rồi đây. Tắt đi nha, tắt đi nha, tắt đi nha nào. Cười đi con anh nhìn mặt hai đi. À hai. Rồi ok nha rồi. Các bạn chưa? Giờ thì anh em nhá, giờ ta sẽ bắt đầu chụp ở góc này nhá. Đây, đây là cậu mẫu. Đây là đèn này, đèn chỉ có một người nhá. Các bạn đi là thường thường phải mang thêm một người này để pha đèn vào nhá. Rồi giờ đèn pha gần vào trước nó các bạn, hắn hơi tối ạ. À anh em ơi, bây giờ xong cái góc này rồi, anh em thấy góc này rồi, bây giờ mình tìm góc khác nữa. Đây mình ngưng lại vừa, thì hồi nãy giờ mình đã chụp chân dung có nè, nửa người có nè. Anh em đợi mình xuống nha. À, ảnh thì mình đã chụp là chân dung có, nửa người có, nguyên người có rồi. À, cứng cảnh cũng có, anh em coi cho rồi. Thì như mình đã nói, anh em muốn biết thêm hình thì anh em cứ đào cái hình ở phía dưới cái video của mình ha, mình up lên cho anh em coi luôn. Bây giờ mình quyết định là chụp thêm một cảnh, đó là toàn cảnh, tại vì mình đang xài là cảnh lên 35. Lên 35 này mình chụp được một chút thì lúc đó mình sẽ chấp nhận là người dính vô, nhưng mà mình sẽ mở khẩu để cho cảnh nó mờ chút xíu. Anh em theo dõi tiếp cái đoạn đường mình đi tiếp một tiếng ha. Đây anh em coi cái cảnh ở đây vì rất là đông. Thì hết biết từ từ chụp xong nữa, chụp nữa. À, ở đây rất là đông cho nên không còn cảnh nào để anh em lựa. Bây giờ mình đang tính đây, mình đang tính cái view mình đang quay cho anh em coi là thì mình lấy vài tấm mà cảnh rộng ra thôi. À, ở phía sau nó đang cán, ở cái phía sau lưng người mẫu đang cán một chút, nhưng mà mình đi hết chỗ rồi. Thì ví dụ như anh em có một cái cảnh khác như vậy, anh em chụp cũng được. Giờ ở đây thì ngoài cái đó ra mình không có giờ di dời được, cho nên mình để mình chụp, nhưng mà mình lấy rộng cảnh ra cho anh em coi những cái toàn cảnh như thế này ha. Rồi anh em có tiếp mình chụp nè. Được nha. Ok, diễn đi ha. Đúng rồi. Tự nhiên. Đi đây, cái bên rồi hai ba, cười lên này rồi, nhắm mắt rồi cười lên đừng mở môi, đừng cầm mở cười đá, đừng mở môi thì cười nhẹ nhàng đẹp rồi.
À, chào các anh em, bây giờ cũng đã muộn rồi. À, thì bây giờ anh em xem ảnh một chút nữa. Anh em xem ảnh một chút nữa thì về luôn, bây giờ cũng đã muộn rồi. À, cái video này thì mình chia sẻ anh em, hồi nãy mình có nói là đầu video mình đã nói về cái đèn, tác dụng cái đèn. Thì anh em muốn biết rõ ràng hơn, anh em đau cái hình này về để coi cái đèn này. À, phần sau thì mình sẽ chia sẻ, anh em là cái tác động của cái ống kính này và chụp tốc độ bao nhiêu, trên tấm hình này. Thì có thể anh em đau về anh em kiểm tra cũng được, hoặc là không thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Thì chụp những cái lens thế này nó sẽ lợi hại cho mình. Phần sau anh em theo dõi tiếp phần sau nha. Và anh em nhớ yêu thích cái video của mình là đăng ký kênh của mình, subscribe and share and sell and quảng cáo gì giúp mình nha. Cảm ơn anh em nhiều, bye bye anh em.